Hai chị em sinh đôi thất lạc nhau từ hồi còn nhỏ, tự dưng hoán đổi cuộc sống thì sẽ như nào nhỉ? Người em thì có một cuộc sống không mấy khá khẩm tại nhà tình thương. Bởi vì chịu khổ từ nhỏ nên tính tình cô có chút nhút nhát cam chịu. Người chị thì được một gia đình tử tế nhận nuôi từ nhỏ. Cũng chính bởi vì thế nên tính cách cô có chút bốc đồng hổ báo. Bởi vì một sự cố không đáng có, họ đã có dịp hoán đổi cuộc sống cho nhau. Eun Bi từ nhỏ đã sống trong nhà tình thương. Gia Jin, em gái của cô, hôm nay bị bạn học bắt nạt. Eun Bi đưa em gái tới nhà bạn học để nói chuyện rõ ràng, nhưng người mẹ khinh bỉ hai chị em ra mặt và không chịu xin lỗi. Người chị bất lực đưa em gái về và dặn cô bé từ nay về sau phải biết bảo vệ bản thân mình. Cứ như thế hai chị em ở bên nhau chăm sóc cho nhau, trái ngược lại với số phận hẩm hiu đó. Eun Bi có ngoại hình giống hệt Eun Bi đang được mẹ chăm sóc từng ly từng tí một. Hôm nay lớp của Eun Bi có một chuyến dã ngoại. Vừa đi Eun Bi vừa xem trận thi đấu giải bơi lội toàn quốc của Ian. Bởi vì không tới tận nơi xem được, Eun Bi chỉ có thể theo dõi đối phương qua màn ảnh nhỏ. Thấy đối phương đoạt được giải, Eun Bi cũng không thể giấu được cảm xúc vui sướng của mình. Hai người họ đã từng lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng tốt. Vừa xuống xe cô liền nhận được một tin nhắn nặc danh. Tin nhắn đó đã khiến nữ chính của chúng ta rất cáu bẩn. Eun Bi thì luôn bị bạn học bắt nạt. Nói cách khác cô là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng cô đã luôn nhẫn nhịn bao lâu nay vì không muốn viện trưởng phiền lòng. Hơn nữa bố của kẻ bắt nạt cô cũng là một người có tiền có quyền. Eun Bi chỉ đành nhẫn nại để cuộc sống ấm êm hơn. Su Yang khoe khoang về quỹ học bổng của bố mình. Eun Bi nhượng bộ đến gặp con ả. Cô muốn nhờ Su Yang nói với bố mình vài câu, bởi như thế cô nhi viện sẽ giảm bớt được gánh nặng. Thế nhưng một kẻ ngang bướng như Su Yang nào có chịu. Vì quá tức giận rồi nên Eun Bi phản kháng lại. Đột nhiên một sự cố bất ngờ xảy ra, Eun Bi lấy thân mình che cho đối phương. Eun Bi lúc này cũng đã biết về sự tồn tại của chị em song sinh với mình. Eun Bi đã xin được số điện thoại của cô ấy. Hai người cùng ở chung một quán cà phê, nhưng cứ thế vụt qua nhau như hai người xa lạ. Chuyến dã ngoại gần kết thúc, cả lớp cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, nhưng chẳng ai thấy Eun Bi đâu cả. Dù cả lớp đã đi tìm khắp quả núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Bên này Eun Bi vì vô tình làm thương Su Yang, bố con ả đã gây sức ép cho trường đuổi học Eun Bi. Biết mình không thể phản kháng được nữa, Eun Bi xin cô giáo cho mình ở lại tới cuối buổi học. Bởi vì bây giờ mà về luôn thì cảm giác bị đuổi học sẽ đè bẹp cô mất. Nhưng ai mà ngờ sau khi trở lại lớp học, đám bắt nạt lại thi nhau chế giễu Eun Bi. Bọn chúng súng nhau lại bắt nạt Eun Bi, còn quay cả video nữa. Một ngày dài lê thê đã qua đi, Eun Bi lê đôi chân mệt nhoài ra khỏi trường học. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, hôm nay mẹ Eun Bi đã nhận được một cuộc điện thoại từ phía bệnh viện. Cảm xúc của bà vỡ òa khi nhận lại được con gái của mình. Nhưng một tin khác như sét đánh ngang tai bà, rằng con gái Eun Bi của bà có thể bị mất trí tạm thời hoặc vĩnh viễn. Su Yang chuẩn bị xuất hiện lại gặp Eun Bi. Vì thấy vẻ bề ngoài giống hệt Eun Bi nên con ả đã tới bắt nạt. Nhưng đột nhiên mẹ Eun Bi xuất hiện kéo con ả ra. Lúc này Su Yang mới nhận ra là mình lỡ tay rồi. Bên này Ian hôm nay đã thất bại thật rồi. Anh thẫn thờ ngồi nhớ lại những gì Eun Bi đã nói trước khi cô mất tích. Tối đó hai người gặp nhau, Ian định sờ vào vết thương trên cổ Eun Bi, nhưng cô đã đẩy ra và nói rằng cậu chẳng giúp gì được cho mình. Ian vẫn chẳng hề hiểu nổi tại sao Eun Bi lại thay đổi như vậy. Quay về hiện tại, Ian biết được tin Eun Bi đang ở viện thì gấp gáp chạy tới. Eun Bi bị mất trí nhớ chẳng hề nhận ra đối phương. Hai người đứng trong thang máy nhưng lại chẳng nói gì với nhau. Ian cứ tưởng Eun Bi có gì đó không thể nói. Anh ôm cô bạn vào lòng rồi nói cậu bình an là tốt rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Ian sững sờ khi biết Eun Bi đã bị mất trí nhớ. Nhưng khi Eun Bi hỏi họ có thân không thì cả hai lại phủ nhận. Ở nhà mẹ, Eun Bi đang cố gắng giúp con gái khôi phục lại ký ức. Eun Bi đang cùng mẹ xem lại những tấm ảnh hồi còn bé. Khi không thấy ảnh mình lúc mới sinh, cô đã luôn thắc mắc. Người mẹ cũng không giấu giếm mà kể rằng cô là do bà nhận nuôi. Dù sao thì Eun Bi cũng lớn rồi nên chuyện này cũng chẳng to tát gì. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Eun Bi đi học như thường lệ. Cả lớp nhìn thấy cô thì ngỡ ngàng lắm. Ngày trước Eun Bi đầu gấu bao nhiêu thì giờ nền nã bấy nhiêu. Eun Bi lúc trước có bao giờ chào hỏi ai bao giờ đâu, giờ thì khác quá. Các bạn thấy Eun Bi mất trí nhớ thì cũng cố gắng giúp cô tìm lại mảnh ký ức của mình. Họ cùng nhau đi ăn uống quẩy tưng bừng, nhưng bởi vì không đủ tiền thanh toán nên đã bị đưa lên đồn cảnh sát. Người đứng ra chi trả hết những đống hoang tàn đó không ai khác chính là thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng làm thầy giáo thì cũng có giàu gì đâu chứ. Chỉ đành cắn răng chịu đựng xin ông chủ karaoke cho mình được trả góp 12 tháng. Sáng sớm hôm sau, Eun Bi thức dậy rất sớm định đi tập thể dục thì gặp Ian cũng đang chạy bộ chính bản thân. Cô cũng vô cùng bất ngờ vì mình tự động dậy đúng giờ không cần báo thức. Tưởng rằng mình là con ong chăm chỉ trước đây, nhưng Ian đã phủ nhận ngay lập tức. Khi tới trường, Eun Bi đang cố gắng mở tủ đồ cá nhân của mình. Vì mất trí nên không nhớ được mật khẩu nữa. Mất giác, cô nhận ra một bạn cùng lớp tên Ian Eun đã nghỉ học cả ngày hôm qua. Chỉ thấy Ian Eun cùng thầy giáo vào lớp yêu cầu Eun Bi mở tủ đồ cá nhân. Khi nghe cô không nhớ mật khẩu, thầy đã yêu cầu lấy búa đến. Nam phụ tê gông một cách ngầu lòi cầm ghế lên và phá khóa. Ngay lúc cánh tủ mở ra, chỉ có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bộ trang sức quý báu. Ian Eun lúc này mới lên tiếng xác nhận đây là đồ mà mẹ cô đã làm mất trước đó. Tất nhiên mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên Eun Bi, mà cô lại không thể nhớ ra bất kỳ điều gì để tự minh oan cho bản thân. Thầy giáo yêu cầu Eun Bi ra nói chuyện thì Ian lập tức kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn này, bởi Ian không muốn Eun Bi phải nghe bất kỳ luồng ý kiến nào ngoài kia. Chỉ cần cô tin tưởng vào bản thân mình vậy là đủ. Còn bên này, Ian Eun đang tường trình với thầy giáo vì Eun Bi dọa nạt mình phải đem tiền cho cô.
nếu không sẽ bị đánh, cho nên Yang Eun mới mang trang sức của mẹ đi để trao đổi. Nhưng khi thầy giáo nhất quyết muốn mời phụ huynh lên làm rõ, thì Yang Eun lại nhất định muốn che giấu. Trong khi đó, trên sân thể dục Eun Bi khi thấy mẹ Yang Eun tức tối đến trường, thì liền hỏi bạn thân tình hình trước đây của Yang Eun, vì nghĩ rằng trước kia bọn họ bắt nạt cô hay chấn lột cô. Nhưng bạn thân đã thẳng thắn phủ nhận suy nghĩ này. Tuy nhiên vẫn còn khúc mắc nên Eun Bi luôn muốn liên lạc làm rõ với Yang Eun mà gọi mãi toàn thuê bao. Ngày tiếp theo, như một thói quen, Yang đã đợi Eun Bi tập thể dục cùng. Khi ngồi lại nói chuyện, anh phát hiện ra vết thương ở cổ Eun Bi đã lành, nhưng cô lại không hề có ký ức gì về việc bị thương. Chuyển cảnh trong nhà vệ sinh trường, Eun Bi vô tình nghe được lời bàn tán của bạn học về mình khiến cô lại rơi vào thắc mắc, không biết bản thân là con người như thế nào. Cô tức tối mà bỏ lên sân thượng thì gặp ngay thằng báo Tê Gông. Từ miệng báo con này, Eun Bi biết thêm về con người trước đây của mình. Cũng không để mắt đến báo Tê Gông cho lắm, khi mất trí nhớ thì vẫn vậy. Trong lúc này, phía nhà trường cũng đang có một cuộc điều tra tất cả học sinh trong lớp về mối quan hệ Yang Eun và Eun Bi. Thì được biết Yang Eun luôn dùng tiền để mời các bạn đi chơi và còn mua quà cho mọi người. Chỉ có duy nhất Eun Bi không nhận lấy quà đó và cũng chưa bao giờ ép buộc Yang Eun phải đi chơi. Nhưng cũng sau chuyện này mà bạn học không ngừng nghĩ rằng Eun Bi đang giả vờ mất trí hãm hại Yang Eun, nghe mà tức cái lồng ngực. Nên bạn thân của Eun Bi đã dằn mặt bọn chim lợn luôn vào ngay. Mà hình ảnh này tình cờ lại làm gợi lên ký ức của Eun Bi. Lúc này cũng chính là hình ảnh khi Eun Bi bị đám người Yang Eun bắt nạt. Dù cảm thấy rất mông lung nhưng sau khi nhận được lời động viên từ mẹ, Eun Bi đã cảm thấy tin vào bản thân mình nhiều hơn, rằng mình sẽ không bắt nạt Yang Eun như những gì mọi người đang nghĩ. Chuyển cảnh khi tan trường, Eun Bi đã bắt quả tang Yang Eun đang động vào tủ đồ. Sau khi nói ra suy đoán của mình rằng có phải hai người đã đổi tủ cho nhau trước ngày tham quan hay không, cũng chính là nói bộ trang sức kia vốn dĩ là nằm trong tủ của Yang Eun. Cảm thấy không thể che giấu, Yang Eun đã lật bài ngửa và nói rằng do cô đố kỵ với mọi thứ của Eun Bi, kể cả sự cao ngạo của cô. Sau đó Eun Bi đã tìm tới bể bơi gặp Yang tâm sự. Trong khi cả hai đang nô đùa với nước thì Eun Bi trượt chân ngã xuống bể. Trong nước cô đã nhớ lại những ký ức trước khi. Một lần nữa những hình ảnh cũng là ký ức của Eun Bi lại hiện lên, rằng hôm đó là Eun Bi đã nhảy xuống biển muốn kết thúc cuộc sống. Bị bắt nạt thì người cứu cô lên chính là Eun Bi. Có thể nói mọi thứ cô đang có đều là của Eun Bi trước kia. Còn bản thân chính là Eun Bi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tìm lại nhật ký của Eun Bi, cô đã chắc chắn về những ký ức đã qua đều là sự thật, đều nói lên cô không phải Eun Bi thật sự. Lần đầu tiên trong cuộc đời Eun Bi cảm thấy có mẹ thật tuyệt, mà ôm chầm lấy mẹ làm bà cũng rất ngỡ ngàng. Ngày hôm sau Eun Bi đã bị gọi lên trước hội đồng về chuyện bộ trang sức. Điều khiến Yang Eun không ngờ được là Eun Bi đã thừa nhận tất cả những hành vi bắt nạt mình, dù cô hoàn toàn không làm điều gì cả. Vì là một nạn nhân của bạo lực học đường, dù là trong suy nghĩ hay thể xác, Eun Bi là người hiểu rõ nỗi sợ trong lòng Yang Eun nhất. Không chỉ vậy còn gửi tới Yang Eun một lời nhắn hãy nắm lấy tay mình. Có thể nói cảm xúc của cô như vỡ òa, vì cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một người bạn thật sự. Dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Yang Eun vẫn quyết định chuyển trường, chỉ để lại những tấm hình chân dung chibi của các bạn để thay cho lời cảm ơn vì đã làm bạn cùng nhau một quãng đường. Riêng Eun Bi nhận được một lời nhắn sẽ hàn gắn với nhau khi một thời gian nữa qua đi. Nhưng trong lòng Eun Bi lại là một khoảng trời bão tố, bởi ký ức quay lại cũng là lúc cô không thể vô tư sống với thân phận của Eun Bi được nữa. Sau khi đọc lại nhật ký của Eun Bi, cô mới thực sự hiểu ra người chị sinh đôi của mình là người thần bí tặng quà sinh nhật cho mình, và người đáng lẽ được mẹ nhận nuôi khi đó là Eun Bi chứ không phải Eun Bi. Vì vậy Eun Bi quyết định sẽ trở lại bệnh viện với mong muốn tìm lại chị gái mình. Từ phía cảnh sát, Eun Bi biết được chị gái Eun Bi đã qua đời và hôm cô nhảy xuống nước mang thân phận của bản thân cô. Trong lòng Eun Bi dậy lên một sự đau lòng đến khó tả khi đứng trước di ảnh của chính mình. Đúng lúc này mẹ cũng đi tới, sau khi biết được sự thật về cái chết của Eun Bi, bà vẫn tự dối lòng rằng người đứng trước mặt mình là Eun Bi chứ không phải Eun Bi. Mà điều này lại làm Eun Bi thêm buồn bã và chỉ có thể nói lời xin lỗi mẹ. Sau khi lấy lại bình tĩnh nghe được hoàn cảnh của Eun Bi, mẹ lại cảm thấy xót xa cho cô gái vất vả đi làm thêm phụ giúp viện trưởng mà còn bị bạn bè bắt nạt đến mức tìm đến cái chết. Còn Eun Bi thì vẫn canh cánh trong lòng nghĩ rằng mình là nguyên nhân cái chết của chị gái Eun Bi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Eun Bi, mẹ nhớ lại những kỷ niệm ngắn ngủi ở bên nhau của hai người. Nhớ lại tiếng Eun Bi gọi mẹ, bà không kiềm lòng được mà đuổi theo ôm lấy cô và giữ lấy Eun Bi. Mong cô có thể tiếp tục làm Eun Bi ở bên cạnh bà, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như trước kia. Có lẽ do mẹ thật sự đã có tình cảm với sự chân thành của Eun Bi. Cũng có thể là vì mẹ không thể để chống vị trí của Eun Bi trong tim mình. Chuyển cảnh tại bể bơi, Ian với Body em lừng đang nỗ lực tập luyện dưới làn nước lạnh. Một cơn đau vai kéo đến khiến anh cảm thấy bất an. Trở về nhà, Ian giúp bố chất đồ vận chuyển lên xe. Tất cả kỳ vọng của bố đều đặt lên người cậu. Đến vết dầu dơ dính trên áo cậu cũng làm bố cảm thấy không nỡ. Đối với bố, Ian chỉ cần dính nước thôi là đủ rồi. Bên này, Eun Bi cùng mẹ trở về nhà. Vì ký ức đã quay lại nên có phần khó khăn cho Eun Bi khi gọi mẹ. Có được cảm giác có mẹ khiến Eun Bi rất vui mừng. Con mẹ trước sự hiểu chuyện của cô bé lại nhớ tới Eun Bi mà không kìm được nước mắt. Sự thay thế này liệu có là tốt nhất với Eun Bi không? Trên đường đi học, Ian đã thấy Eun Bi trên xe buýt liền tới ngồi ngay cạnh cô, mà Eun Bi lại không hề hay biết. Khi Ian cố ý trêu chọc hỏi cô có thật sự là Eun Bi không thì Eun Bi lại như rơi vào khoảng lặng thời gian. Nhưng với vẻ đẹp trai đáng yêu của mình, Ian đã nhanh chóng làm Eun Bi cười lại. Khi đến lớp 2, cô bạn thân đã nhận ra nét chữ của cô khác với Eun Bi trước đây.
Để né tránh đối diện, Eun Bi đã tới phòng y tế, tại đây lại gặp thằng báo Taegong. Không biết tại sao trước mặt thằng nhóc này, Eun Bi lại bị coi là kẻ học nhiều phát điên. Mối quan hệ này cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Khi Taegong cũng nói ra mẹ mình là sao nữ nổi tiếng với Eun Bi. Khi trở lại lớp học, Eun Bi nhận được một tin nhắn lạ với nội dung liên quan tới một người tên Su-in. Mà trước đó cô đã gặp mẹ của Su-in và bà cũng nói hai người trước kia rất thân thiết. Nghe đến cái tên này, thầy giáo tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng lại nói không biết học sinh này. Vừa trở về lớp thì Eun Bi ngăn cản Taegong đang đánh nhau và bị cậu ta làm cho bị thương. Đến khi nhận ra thì Ian đã đẩy Taegong ra xa Eun Bi. Sau đó Eun Bi tìm đến Ian mà hỏi về chuyện tối hôm trước khi xảy ra chuyện. Vì bạn thân đã thấy cô với vết thương ở cổ đã đánh nhau với một người đàn ông cao to nào đó. Eun Bi nghĩ rằng đó là Ian nhưng anh lại phủ nhận không hề nhìn thấy cô. Rồi Ian trở về phòng ngắm nhìn huy chương vàng, do dự hối hận hay không hối hận. Dừng lại ở mặt không hối hận, Ian lấy máy nhắn tin hẹn gặp Eun Bi. Còn cô lúc này cũng đang lang thang hóng gió và gặp ngay Taegong. Ngay lúc này Ian đã tìm đến và chứng kiến cảnh hai người đang vui vẻ với nhau. Sang ngày hôm sau, một bạn học mới được chuyển vào lớp của Eun Bi. Như một sự sắp đặt của định mệnh, người mới bước vào chính là Su Yang đã từng bắt nạt Eun Bi trước kia. Rất nhanh cả hai đã chạm mặt nhau và có vẻ Su Yang cũng không mấy bất ngờ khi gặp Eun Bi. Dù không biết Su Yang đang có ý đồ gì nhưng đã chủ động xin lỗi Eun Bi chuyện ở bệnh viện và còn muốn làm thân với cô, thật sự thảo mai hết sức. Tối hôm đó Eun Bi đang tìm hiểu bài báo viết về sự ra đi của bản thân ngày hôm đó thì nhận được một email gửi từ Su-in, trong đó đã đề cập đến một dãy số của bìa sách trong thư viện. Nhưng khi cô tìm thấy quyển sách đó thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường hay có thêm thông tin nào. Trở lại lớp học, nhìn thấy Su-yang cùng hai người bạn thân của mình đang trò chuyện rất vui vẻ. Thấy Eun Bi đi đến thì Su-yang bày ra bộ mặt bối rối rồi trả lại chỗ cho cô. Lúc này Su-yang cũng biết được Eun Bi đã từng xảy ra tai nạn ở nơi Eun Bi đã sống. Trong lòng lúc này ắt hẳn cũng thấy gợn gợn vì nhìn mặt thấy gian lắm các ông ạ. Tới giờ ăn trưa, khi các bạn rủ Su-yang tới cùng ngồi ăn thì nghe nhỏ này nói cứ sợ sẽ phải ăn một mình làm Eun Bi sặc ho khủ khụ. Thấy vậy Ian đưa nước cho cô thì Taegong giật lấy và phản đam cực gắt nói thẳng vào mặt Su-yang rằng không ăn một mình thì cần ai đút cho à. Thanh niên này chắc cũng dị ứng với thảo mai. Chưa dừng lại ở đó, Su-yang còn cố ý nhắc tới Eun Bi trông giống hệt bạn cùng lớp cũ của cô ta. Khi Su-yang muốn chụp ảnh Eun Bi để gửi cho đám bắt nạt thì Taegong xuất hiện dọa cô ta giật mình rơi cả điện thoại thế mà không vỡ. Eun Bi nhận ra cô ta có ý đồ nên tức tối mà bỏ đi. Buổi tối Ian ngồi trước cửa nhà đang nhắn tin hỏi Eun Bi ngủ chưa thì bất ngờ cô cũng đi ra ngoài. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn mì vì Eun Bi kêu đói rồi. Ian giận dỗi mà trách sao cô có thể quên đi mình, còn muốn giúp cô lấy lại ký ức thì Eun Bi đã từ chối. Khi về nhà nhìn ảnh chị gái, Eun Bi đã nói với chị rằng Ian rất thích chị. Chuyển cảnh ngày hôm sau, Su Yang cố ý bày ra bộ mặt đáng thương xin lỗi Eun Bi chuyện trục trộm. Trước ánh mắt mong đợi của các bạn cùng lớp, Eun Bi vẫn tức giận mà bỏ đi. Ngay sau đó gặp được một bạn học khác, Eun Bi ngơ ngác khi hay tin Su-in vẫn luôn gửi tin nhắn và mail cho mình đã mất từ năm ngoái. Cô tìm lại quyển sách mà Su-in nhắc tới trong mail. Lần này thực sự đã tìm được một mẫu giấy ghi toàn chữ. Người Việt Nam chân chính như tôi đọc không hiểu gì. Nhưng nhìn nét mặt của Eun Bi chắc đang sốc lắm. Bên này Ian thay quần áo và cơn đau vai lại kéo đến. Nhưng khi thấy huấn luyện viên khai trừ một người bị chấn thương khỏi đội tuyển, cậu đã không dám nói ra bất thường trong cơ thể hiện nay. Vì với Ian mà nói, bơi lội là niềm tự hào duy nhất đối với bố mình. Quay lại với Eun Bi đã tìm thấy những trang nhật ký của chị gái Eun Bi thì phát hiện chị mình đã bị một kẻ lạ mắt theo dõi và liên tục gửi tin nhắn dưới tên Su-in để đe dọa. Eun Bi đã luôn chịu đựng không dám nói với mẹ vì nghĩ bản thân đáng bị trừng phạt. Để tìm hiểu rõ hơn về chị gái, Eun Bi đã đến gặp Ian, muốn biết trước kia Eun Bi là người như thế nào. Cậu thanh niên cơ hội cũng muốn Eun Bi cho cậu một điều ước, nếu cậu giúp cô nhớ lại bản thân trước kia nói rồi đưa Eun Bi về nhà thì đúng lúc Taegong gửi tin nhắn với một bộ mặt bặm trợn dọa sẽ vứt cặp cô xuống sông. Bất ngờ người đến lại là Ian nên không khí toát ra một mùi ghen tuông vô cùng ngạt thở. Còn Eun Bi lúc này muốn gọi điện hỏi thăm nhà tình thương thì người bắt máy lại là em gái Ja Jin, khiến Eun Bi suýt bị lộ nhưng rất nhanh đã cúp máy. Mà cảnh này lại vừa hay mẹ nhìn thấy bà ôm cô vào lòng an ủi rất ấm áp. Sáng hôm sau, Su Yang đã bắt đầu nghe ngóng về sự thay đổi của Eun Bi, cũng chính là Eun Bi lúc này. Sau đó đã hẹn Eun Bi ra nói chuyện. Trước phản ứng quen thuộc của cô, Su Yang đã đắc ý mà kết luận cô chính là Eun Bi từng bị cô ta bắt nạt. Đang định dạy cho Eun Bi một bài học thì Su Yang bị Taegong dằn mặt khiến cô ta chỉ biết câm lặng. Eun Bi lúc này mới thừa thắng xông lên trở thành thế chủ động. Khi tuyên bố Eun Bi từng bị Su Yang bắt nạt chính là em gái sinh đôi của mình, lần này thực sự dọa sợ con nhỏ hổ báo này rồi. Nhìn Eun Bi mạnh mẽ là thế nhưng chỉ khi thoát khỏi tầm mắt của Su Yang mới thực sự gục ngã vì quá sợ hãi. Khi tan trường thấy Taegong luôn đi theo mình, Eun Bi đã nghĩ cậu ta vì thắc mắc chuyện giữa cô và Su Yang nên mới bám theo. Thế nhưng cậu ta lại liên tục phủ nhận rồi còn nói vì lo Eun Bi sẽ gặp nguy hiểm, rồi thẹn quá hóa giận mà bỏ về trước làm cô hạn hán lời. Chuyển cảnh Ian trở về nhà thì nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và chủ nhà. Thấy bố giấu chuyện nợ tiền thuê nhà nên cậu cũng coi như không nghe thấy. Nhưng sau đó đã liên lạc với một anh quản lý muốn giới thiệu cậu làm ngôi sao trước đây, với hy vọng có thể thêm thu nhập giúp đỡ bố mình. Dù ước mơ của cậu chỉ có bơi lội chứ không muốn thành idol gì hết. Còn Eun Bi lúc này đang đi mua sắm cùng mẹ thì nhận được điện thoại đến thư viện cùng Ian. Với chiều cao khiêm tốn, Eun Bi đã nghĩ mình có thể với được sách ở độ cao của người 1m8.
May mắn Ian đã xuất hiện kịp thời đúng với kịch bản phim Hàn các ông ạ. Vì thế cao nó thường thuận lợi nên hãy bổ sung canxi từ bây giờ nhé. Sau đó Ian dẫn cô đến sân bóng chơi trò gì đó giống ném đĩa trông cũng rất vui, chơi mệt rồi thì nằm nghỉ thôi. Nghe Eunbi nói xin lỗi về chuyện cô không có ký ức của hai người, thì Ian nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu Eunbi động viên. Nghe xong cũng thấy nhẹ ruột khiến Eunbi cười khoái lắm. Ngày hôm sau, nhỏ bạn thân của Eunbi rất hào hứng mà khoe với mọi người mình sẽ đi chụp hình quảng cáo. Khi đến nơi càng phấn khởi hơn khi cũng gặp Ian ở đây. Cứ ngỡ sẽ được chụp đôi với cậu nhưng đời méo như mơ. Ian đúng là nhân vật chính nhưng cô thì chỉ làm nền cho Ian cùng người con gái khác mà thôi. Vừa hụt hẫng vừa mất mặt khiến cô biểu hiện không tốt nên đã bị mắng té tát. Bên này Su Yang miệng thì đề nghị làm hòa nhưng mặt vẫn rất gợi đòn. Rồi còn muốn xích lại gần Eunbi thì cũng may có Tae Gong đi đến bảo vệ. Tae Gong đuổi nhỏ sức sực kia đi. Đến khi tan học còn tận tình đưa Eunbi về tận nhà. Khúc này nhìn cũng rất ga lăng chứ không trổ ngáo như đầu phim nữa. Trùng hợp khi Tae Gong quay về gặp ngay Ian, đến hỏi cậu ta tại sao đi ra từ phía nhà Ưng đi, thì nhận được câu trả lời nửa vời khiến Ian lại nổi máu ghen tuông. Đã thế hôm sau đến lớp đổi chỗ làm hai thằng được ngồi cạnh nhau như sự sắp đặt của định mệnh. Tới tiết thể dục cả lớp chơi bóng với nhau rất vui. Duy nhất có hai thằng Tae Gong và Ian chơi như muốn múc nhau tới nơi. Cũng phải công nhận đẹp trai làm gì cũng ngầu. Ngay sau đó các bạn cùng lớp đã bắt đầu cười nhạo ảnh tạp chí mà Eunbi chụp với vai trò làm nền. Điều này làm cô vô cùng mất mặt, chỉ muốn ở một mình. Thấy vậy Su Yang cơ hội liền tìm tới Song Jo khen cậu xinh và còn cố ý nhắc tới công ty giải trí của chú mình, nhằm lôi kéo cô trở nên thân thiết với bản thân hơn. Đúng như mong đợi, khi cả nhóm đang ăn trưa thì Su Yang cũng được Song Jo mời đến, khiến Eunbi bực bội mà rời đi và cả Ian cũng lập tức đuổi theo. Trước sự hỏi han quan tâm của Ian, Eunbi đã trút giận lên cậu vì cảm thấy quá ấm ức. Với những chuyện mình đang giấu giếm, Ian lần này cũng thực sự bị tổn thương nên tức giận bỏ đi. Hôm sau khi nghe nói Song Jo sẽ thi tuyển vào công ty của chú Su Yang, cảm thấy không tốt đẹp gì nên Eunbi đã cảnh báo với Song Jo không nên tin tưởng vào Su Yang. Tất nhiên Song Jo phớt lờ lời cô nói, còn nhỏ Su Yang thì tỏ ra rất khó ưa. Không chỉ có Song Jo, ngay cả Ian cũng lơ đẹp Eunbi. Cô mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn. Chỉ có Tae Gong đáng yêu của chúng ta không muốn để Eunbi lại một mình thôi. Thấy Eunbi dường như đã nhìn thấu con người mình thì Tae Gong xấu hổ mà đẩy trán cô một nhát. Sau đó tức tốc đến xin lại đơn xin thôi học từ thầy giáo rồi mang đến xé trước mặt bố mình, tuyên bố sẽ không đi du học theo sắp xếp của ông. Rất nhanh chuyện Su Yang từng bắt nạt bạn, khiến cô gái đó quyết định quyên sinh đã truyền đến tai các bạn trong lớp. Vốn nghĩ rằng chính Tae Gong đã rêu rao tin đồn này, Su Yang đã đưa cho cậu ta xem chữ của Eunbi và Eunbi sau khi mất trí cũng chính là Eunbi, để chứng minh rằng Eunbi đang đóng giả Eunbi. Lúc này cậu mới nhớ lại lời Eunbi từng nói thì thấy cô có vấn đề thật. Sau đó chạy đến lôi Eunbi trốn học mặc cho cô chống cự, tình cờ bị Ian nhìn thấy. Cậu cố gắng đuổi theo xe buýt với niềm tin và hy vọng sẽ đuổi kịp, nhưng cuối cùng lại chỉ đành nhìn chiếc xe xa dần. Bỗng Tae Gong giật tay nghe của Eunbi xuống và nói, nên có ít nhất một người gọi tên thật của cô, không ai khác chính là cậu ta. Cuối cùng Tae Gong không thể nhìn nổi cảnh Eunbi luôn cư xử như người có tội, mà hãy cư xử như Eunbi thực sự cũng không muốn cô bị bắt nạt mà nói ra chuyện. Ian phát hiện chữ viết của hai chị em giống nhau, đồng thời cũng đề nghị muốn giúp đỡ Eunbi. Sau đó cô trở về nhà nhìn thấy chiếc huy chương của Ian rất lâu và quyết định ra cổng chờ cậu, mà không biết cậu cũng đang đắn đo việc nhắn tin cho mình. Rất lâu sau đó Ian đã ngồi đợi trước cổng nhà cô, còn Eunbi lại đang chờ cậu ở cửa bể bơi. Sáng hôm sau Ian vẫn chạy bộ qua nhà Eunbi và cũng bơ cô đi, càng chạy càng nhanh khiến Eunbi muốn đạp xe đuổi theo. Nhỏ thay là xe lại tuột xích đúng lúc, bất lực đành cất tiếng gọi Ian. Eunbi ấm ức mà bật khóc. Cũng như vậy mà đôi bạn trẻ gương vỡ lại lành. Sau đó Eunbi đã ngắm nhìn thẻ tên của chị gái Eunbi, cuối cùng quyết định tháo tóc uốn xoăn với phong cách của Eunbi trước kia. Phong thái cũng tự tin khác hẳn khi gặp Su Yang, còn muốn phơi bày chuyện cô đã làm với Eunbi trước đây để tống Su Yang vào trại giáo dưỡng. Ngay khi So Ian động tay với mình, Eunbi đã lập tức phản kháng. Nét mặt quả thực mang phong thái rất giống với Eunbi. Chuyển cảnh cô tiếng Anh đã chia nhóm làm bài tập cho mọi người. Có vẻ cô không muốn học sinh qua môn nên vô tình mà xếp Ian cùng hai thằng rốt ngang cơ là Tae Gong và JT cùng một nhóm. Ngay sau đó Ian và Tae Gong đã có màn cảnh cáo nhau rất căng thẳng về chuyện không được làm phiền Eunbi. Còn Eunbi bên này cũng đang làm bài tập nhóm thì phát hiện trong ảnh chụp lớp hôm đi dã ngoại lại có mặt mình ở đó, nhưng lại không thấy chị gái Eunbi trong đó. Cô dường như đã nghĩ ra chuyện gì mà điều tra lại cuộc gọi từ một tháng trước của chị, phát hiện đêm trước khi xảy ra chuyện có một số lạ đã gọi đến. Khi Eunbi bấm gọi lại thì một giọng nói vang lên làm cô sững sờ. Hóa ra đó là cô bạn trước đây đã nói với cô về việc Su In đã mất. Lúc này Eunbi mới biết được chị gái đã gặp cô bạn này. Về chuyện tin nhắn của Su In đã được gửi đến cả hai người và vết thương trên cổ Eunbi cũng từ đây mà ra. Cả hai người dường như đã làm điều gì có lỗi với Su In, khiến cảm giác tội lỗi dần vật cứ vây lấy họ. Khi hỏi đến mối quan hệ giữa bản thân và Su In, thì Eunbi nhận được câu trả lời rằng cô hay cô bạn này đều ghét Su In. Sau khi trở về nhà vì không thể hiểu nổi nên Eunbi đã tìm đến mẹ, nhưng không hề hỏi mẹ thêm về chuyện của Su In. Cô chỉ muốn ngủ cùng mẹ để giảm bớt những suy nghĩ lúc này. Chuyển cảnh Ian đang ngồi trước cửa nhà Eunbi nhắn tin cho cô thì biết được cô sẽ tới phòng thể dục, nên đã bật tốc hành chạy như bay quay lại phòng thể dục chờ Eunbi tới vừa như chỉ là tình cờ. Rồi cả hai cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim, sau đó tới bờ sông chơi ném đá nước.
Đúng lúc này Ian phát hiện vết sẹo vốn không tồn tại với Eunbi. Không suy nghĩ gì mà Eunbi đang giải thích về nó, thì Ian đã nhận ra liệu cô gái bên cạnh cậu lúc này có thực sự là Eunbi hay là ai đây. Trước sự ngập ngừng của Eunbi, Ian không chịu được mà tiếp tục né tránh sự thật. Nhưng khi trở về nhà lại không ngừng suy nghĩ. Còn Eunbi tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Cô luôn canh cánh trong lòng rằng chính mình đã cướp đi hạnh phúc của chị gái mẹ. Nhìn vậy không nỡ mà đề nghị với Eunbi hãy chuyển trường để bắt đầu lại tất cả. Ngày hôm sau Ian vẫn tỏ ra bình thường mà dù Eunbi tập thể dục rồi đi xem phim. Nói đến đây thì Tae Gong từ đâu lao đến cũng muốn đi xem chung. Đột nhiên một chiếc xe máy từ đằng sau lao tới. Cả Tae Gong và Ian đều phản xạ bảo vệ Eunbi. Nhưng Ian đã nhanh tay hơn mà ôm lấy Eunbi vào lòng khiến Tae Gong cay cú. Quả nhiên hào quang nữ chính bao giờ cũng được yêu thương. Các bạn cũng luôn là nhân vật chính của cuộc đời mình. Và chúng ta đều xứng đáng được yêu thương. Tới giờ ăn trưa Eunbi cố ý nhắc chuyện đi thử giọng tại công ty của chú Su Yang với Song Jo. Quả nhiên nhỏ này có tật giật mình đã gọi điện ngay cho chú và mỉm mai Song Jo. Còn bày cách để chú mình có thể đánh trượt Song Jo. Mà toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã bị Eunbi nghe thấy. Cô cảnh cáo So Ian không được làm tổn thương Song Jo. Nhưng So Ian nào có tốt tính đến vậy. Cô ta nhìn thấy Ian còn cố tình nhắc chuyện Eunbi giống Eunbi từ gương mặt đến cử chỉ. Rồi trưng ra bộ mặt thảo mai rời đi. Còn Ian cũng không hỏi lại chuyện Eunbi và Eunbi với cô. Chỉ nhắc về cuộc hẹn xem phim của hai người rồi rời đi. Quay lại lớp học Eunbi đã phát hiện một quyển vở của mình bị mất. Mọi nghi ngờ của cô đổ hết lên người Su Yang nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Còn Su Yang nhân lúc cả lớp tập thể dục đã lấy lý do bị đau bụng mà quay lại lớp học. Trong khi đó cô bạn Song Jo lúc này đang cự tuyệt lời cảnh báo về Su Yang của Eunbi. Đang buồn như con chuồn chuồn thì Tae Gong lại tới và làm trò con bò làm Eunbi cười trở lại. Ngay sau đó cả lớp đã trở nên hỗn loạn vì máy tính của các bạn đều bỗng nhiên không thể khởi động. Cũng có thể nói mọi người không thể nộp bài báo nhóm. Một bạn học đã nói ra nghi ngờ với Su Yang bởi lẽ giờ thể dục chỉ có mình cô ta vắng mặt. Nhưng cô ta đã nói dối và khẳng định mình chỉ ở phòng y tế. Chuyển cảnh Ian với cơ thể đẹp không tì vết đang luyện tập chăm chỉ. Lúc này cậu nhớ về lời trước đây Eunbi từng hỏi rằng nếu cô có chị em sinh đôi thì sẽ thế nào. Có lẽ Ian đã dần ý thức được lúc đó không hẳn là lời nói đùa của Eunbi. Vào buổi tối gặp lại Eunbi ở rạp phim nhưng Ian với một tâm trạng rối bời, mà bất giác trở nên xa cách với Eunbi hơn và có vẻ như Eunbi cũng cảm thấy điều này. Tuy nhiên sau đó Ian đã dẫn cô đến cửa hàng gấu bông. Nhìn thấy Eunbi yêu thích những chú gấu bông như vậy, Ian lại nhớ đến Eunbi trước kia từng ghét bỏ chúng như thế nào. Ôm con gấu trở về nhà hai người họ đã gặp Tae Gong đang ngồi đợi sẵn ở trạm xe. Sau khi Eunbi bước lên xe, Tae Gong đã khẳng định chắc nịch Eunbi bây giờ cũng chính là Eunbi. Điều này làm sự nghi hoặc trong lòng Ian về Eunbi hiện tại lại lớn hơn. Chuyển cảnh các bạn học đã phát hiện ra lời nói dối của So Ian. Mặc cho cô ta có nói mình không động vào máy tính thì mọi người cũng không còn tin tưởng. Kể cả Eunbi cũng cảm thấy Su Ian đáng đời, khiến cô ta tức điên lên chỉ muốn hạ gục Eunbi ngay và luôn. Người tàn ác thường sống thành thơi. Su Ian lúc này đã nhận được kết quả giám định chữ từ bố mình. Ngay ngày hôm sau lập tức mang kết quả đến bắt Eunbi phải thú nhận và chuyển trường. Nhưng đã bị cô dằn mặt lại khiến Su Yang cũng rất sốc. Bên này Ian đã bơi hàng giờ đồng hồ và cũng đang bị huấn luyện viên trách mắng vì không biết lo cho thể lực. Sau khi thay quần áo, cậu đã nhận được tin nhắn từ Su Yang. Đó là hình ảnh của Eunbi ở nhà tình thương cùng với thẻ học sinh. Ian không tin nổi vào mắt mình, thật sự Eunbi có chị em sinh đôi giống cô đến vậy. Sau đó đã gặp lại Eunbi. Lúc này không biết Eunbi có suy nghĩ gì mà đã nói mình đã nhớ lại được một thời gian. Thì Ian lập tức muốn Eunbi thực hiện một điều mong muốn của mình. Và đó là muốn cô thực sự là Eunbi. Cậu rất tức giận khi nghe Eunbi xin lỗi. Đúng lúc này Tae Gong ở đâu lao đến muốn lôi Eunbi đi thì Ian lập tức giữ tay cô lại. Eunbi cũng thấy thế mà buông tay Tae Gong ra. Sau đó bình tĩnh ngồi thừa nhận với Ian mình không phải Eunbi. Một lần nữa Ian lại muốn né tránh sự thật phũ phàng này. Nhưng Eunbi thì lại cảm thấy rất cắn rứt vì đã làm Ian tổn thương nhiều đến vậy. Vì lời nói dối bất đắc dĩ này ai cũng có lý do cho sai lầm của bản thân. Nhưng phải dũng cảm thế nào mới có thể đối diện với nó chứ? Chuyển cảnh Eunbi bây giờ mới biết Su Yang chính là người đã nói cho Ian về thân phận của mình. Cô ta đắc ý mà lên mặt với Eunbi trông rất đáng ghét. Lúc này cô bạn Song Jo cuối cùng cũng nhận được lịch phỏng vấn. Su Yang giả tạo liền bước đến động viên cô khiến cô thấy rất cảm kích. Chuyển cảnh Ian không đến lớp và đang ngồi ở nhà. Ngắm nhìn hình ảnh mình ở cạnh Eunbi khi còn bé. Rồi tìm đến mẹ Eunbi để nói chuyện. Còn Eunbi thì vẫn luôn buồn rầu nhưng may mắn có Tae Gong luôn đồng hành và quan tâm cô. Còn đặt luôn đồ ăn cho Eunbi lấy lại tâm trạng. Quay lại với cuộc trò chuyện của mẹ Eunbi và Ian. Bà cũng thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với cậu. Bà cũng rất thương cho tâm trạng của Eunbi hiện tại. Muốn chuyển nhà và chuyển trường cho Eunbi để có thể bắt đầu lại mọi thứ. Chuyển cảnh thầy chủ nhiệm lúc này đã gặp riêng lớp trưởng. Cậu ta cũng đã thừa nhận hành vi làm hỏng máy tính của các bạn nhóm khác. Vì máy tính của bản thân bị hỏng và không muốn thua điểm mọi người nên đã làm ra việc đó. Sẵn sàng hứng chịu mọi hình phạt. Nhưng thầy giáo lại rất nhẫn nại và giải thích cho cậu cái giá phải trả nếu liên tục nói dối. Trong khi đó Song Jo cũng đang phỏng vấn rất thuận lợi. Ban giám khảo tỏ ra rất hài lòng trước tài năng của cô. Eunbi bên này đã nói cho Tae Gong biết dự định sẽ loại bỏ Su Yang rồi chuyển trường. Còn đã cho Tae Gong một phát tội cho ngươi trông rất ngứa mắt. Trở về nhà Eunbi ngắm nhìn chiếc huy chương của Ian. Rồi lập tức ra ga mua vé trở về nơi mình đã lớn lên. Trùng hợp là Ian cũng tới mua vé đến đây thăm Eunbi được cho là đã mất.
Chiếc huy chương cũng được Eunbi đặt ngay ngắn bên cạnh hũ cho cốt của chị gái. Khi vừa bước ra khỏi nghĩa trang, Eunbi đã nhìn thấy những đứa em thơ đang nói chuyện về bản thân, mà không kìm được nước mắt trước những lời nói ngây thơ và hiểu chuyện đến mức đau lòng của bọn trẻ. Toàn bộ cảnh tượng này Ian đã nhìn thấy hết nhưng cậu chỉ im lặng và đứng đó, không hề biểu hiện ra bất cứ tâm trạng nào khác. Trên xe quay lại thành phố, một cô bé vô tình làm Ian bị thương đã dán băng cho cậu, khiến cậu nhớ lại Eunbi trước kia cũng làm như vậy với bản thân khi mẹ mất. Nhìn sang trái, Ian đã bắt gặp ánh mắt của Eun trong chiếc xe bên cạnh. Nhưng theo chiếc xe rời đi, ánh mắt của hai người cũng dần lạc mất nhau. Sau khi trở về nhà, Ian mang tâm trạng nặng trĩu mà ngồi thưởng rượu với bố. Còn Eunbi cũng mệt mỏi cả đêm mới tỉnh lại. Nhìn thấy mẹ vẫn ngồi bên cạnh cũng giúp cô ấm lòng hơn rất nhiều. Khi đến trường thì nghe được tin Song Jo đã ứng tuyển. Và cô cũng cho rằng lời Eunbi nói là vô cùng chủ về Su-yang. Trong lớp, thầy giáo cũng đã tuyên bố kết thúc chuyện máy tính hỏng vì không đủ bằng chứng. Thầy cũng không mong muốn mọi người nghi ngờ bất kỳ ai rồi cô lập bạn bè. Còn Eunbi đã mệt mỏi đến phát ốm. Nhưng nhìn thấy sự thờ ơ của Ian khiến cô rất đau lòng. Tuy nhiên vẫn luôn có Tae-gong bên cạnh luôn âm thầm làm Eunbi vui vẻ. Dù tỏ ra không quan tâm nhưng Ian vẫn đến phòng y tế chỉ nhìn Eunbi một chút rồi quay đi. Sau khi khỏe hơn, cô giáo thực tập đã hỏi han và động viên Eunbi. Và cô giáo này cũng là con gái mẹ của Su-in. Khi tan học, Eunbi cùng bạn thân đang thảo luận thì cô bị Tae-gong kéo lên xe và đưa đi làm cô bạn thân tức xì khói. Cậu báo đưa Eunbi đến sân thượng ngắm nhìn toàn thành phố về đêm. Tại đây Tae-gong đã vui vẻ mà chào lại cô với tên thật Eunbi. Cũng chỉ có Tae-gong thực sự biết về thân phận Eunbi mà vẫn không thay đổi thái độ với cô. Bởi với Tae-gong vốn dĩ không quan trọng chuyện cô được gọi là Eunbi hay Eunbi. Chỉ cần là cô thì cậu ta cũng đều sẽ vui vẻ mà đón nhận. Chuyển cảnh, Ian nhớ lại lời mẹ Eunbi từng nói về chuyện Eunbi bắt nạt. Rồi quay sang cảm thắng mà nói tội nghiệp do Ian. Ở trường lúc này thầy giáo cũng đã thấy bài báo tố cáo do Ian bắt nạt bạn học đến mức trầm cảm. Và đương nhiên các bạn khác cùng lớp cũng đã biết chuyện này mà tỏ ra khinh thường cô ta. Trong đó có cả Song Jo, người luôn coi Su-yang là bạn tốt. Còn Tae-gong thì nghĩ rằng Eunbi là người đăng bài báo đó. Cậu không muốn Su-yang bị loại bỏ rồi mà Eunbi vẫn chuyển trường, mong muốn cô hãy mạnh mẽ mà ở lại. Trong khi đó, Ian đang chuẩn bị tham gia thi đấu thì nhận được tin nhắn đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của Eunbi cho tất cả mọi người, nên đã lập tức chạy đến trường mặc cho đèn xanh chỉ còn vài giây vẫn nhất định chạy sang đường. Đúng lúc này chiếc ô tô lao đến tông trực tiếp vào cậu khiến Ian đau đớn vô cùng. Bên này Su-yang đầy khiêu khích nhìn Eunbi. Cô ta thừa nhận mình chính là người trên bài báo tố cáo kia, đồng thời cũng tiết lộ về người bị bắt nạt đến trước đó cho mọi người cùng biết. Không ngoài dự đoán, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Eunbi và Eunbi mà họ biết giống nhau đến vậy. Thấy thế, Tae-gong liền đứng lên ra mặt động viên Eunbi, hãy đứng lên mà giải thích chuyện gia đình của mình. Hai người hiểu rõ ý của đối phương, nhưng ngay lúc này Ian vốn phải ở cuộc thi lại xuất hiện tại lớp học lên tiếng giải thích thay cho Eunbi. Vì vậy tất cả mọi dư luận lần nữa lại được đẩy lên người Su-yang, rằng chính cô ta hại chết em gái Eunbi của Eunbi. Lúc này dù Su-yang có muốn nói sự thật rằng Eunbi đang đứng trong lớp này thì cô ta cũng là tội nhân gây ra cái chết gián tiếp cho Eunbi, nên chỉ đành câm nín trước sự sỉ nhục của cả lớp. Bước ra khỏi lớp học cũng là lúc Ian không thể chịu nổi cơn đau do chấn thương mà ngã gục xuống. Ngay sau đó đã có kết quả của bác sĩ nhưng không khả quan trong việc hồi phục, vì sẽ mất đến một năm để Ian có thể bơi lội trở lại. Bố cậu và huấn luyện viên đều rất đau đầu vì chuyện này, nhưng ông cũng không hề trách mắng hay tỏ ra thất vọng, mà thay vào đó đã động viên con trai cố gắng vượt qua nhân cơ hội này để nghỉ ngơi. Còn trong lòng Ian biết rõ bố đang cảm thấy như thế nào. Lúc này ngoài cửa, Eunbi cũng chần chừ mà không dám bước vào thăm Ian, chỉ đành quay về. Eunbi cũng không dám gọi điện hỏi thăm Ian. Ngày hôm sau cô lại đến trước cửa phòng bệnh của Ian. May mắn cậu lúc này đã nhìn thấy Eunbi nên đã lịch sự mời cô vào trong. Nghe Eunbi nói cảm ơn thì gắt gỏng đáp mình không làm vì Eunbi và đuổi cô về. Có cả Tae-gong cũng không thoát khỏi. Còn Ian lúc này cũng biết tin mình sẽ hoãn luyện tập trong một năm. Bị huấn luyện viên mắng nhưng lại không thể nói ra lý do tai nạn hôm đó, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lúc này Eunbi ở ngoài cửa đã nghe được tất cả cũng cảm thấy bản thân thật đáng trách. Sau đó ngay cả việc mở chai nước gặp khó khăn cũng khiến cậu khó chịu với Eunbi vô cùng. Một lần nữa Tae-gong lại chứng kiến Eunbi khóc vì Ian. Ngoài việc làm chỗ dựa cho Eunbi thì không còn cách nào khác. Thực ra cũng không thể trách Ian được, vì trong lòng cậu thật sự cũng không hề thấy thoải mái chút nào. Chuyển cảnh, Su-yang vẫn không ngừng khiêu khích Eunbi và chỉ nhận được sự bất cần của cô, mà không biết Song Jo đứng gần đó đã nghe được giọng điệu bắt nạt của mình. Từ đây cô cũng trở nên xa lánh với Su-yang hơn trong giờ ăn trưa. Sau khi tan học, Eunbi lại đến bệnh viện thăm Ian, dù có bị ghét bỏ như thế nào, cô buồn bã mà chạy ra cửa ngồi độc thoại chút hết nỗi lòng mình qua cánh cửa với Ian. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Ian xuất viện. Chuyển cảnh, Su-yang mặt dày hẹn gặp Song Jo, lấy việc ký kết hợp đồng với công ty chú mình ra để lôi kéo cô. Nhưng Song Jo đã cự tuyệt ngay lập tức vì cô biết rõ âm mưu muốn làm mọi người rời xa Eunbi của Soyan. Con đường thành danh của cô gái này cũng thật gian truân các ông ạ. Ngày hôm sau trong giờ ăn trưa, ma xui quỷ khiến lại để cho Ian ngồi cạnh Eunbi. Thấy các bạn nói bóng gió về việc Ian khó ăn bằng tay trái. Vì không muốn Eunbi quan tâm đến Ian nên Tae-gong đã lập tức gắp thịt cho cậu. Nhưng lập tức Ian đã tỏ ra chê và hất miếng thịt xuống làm Tae-gong quê một cục. Trong lúc này, giám đốc trường học cũng chính là bố của Tae-gong đang điều tra lại vụ Su-in tự kết liễu đời mình tại đây. Khi cần đến sổ đầu bài lớp của Eunbi thì cô giáo thực tập đã mang nó đến phòng giám đốc.
nhìn thấy ông đang điều tra về cái chết của Su-in, cô giáo tỏ ra hài lòng mà gọi điện cho mẹ. Sau đó dưới sức ép của mẹ Su-yang, với tất cả bằng chứng hướng về Eun-bi đang giả danh Eun-bi, giám đốc đã quyết định buộc thôi học đối với cô bé và lấy ra những lý do rất dở hơi để ép thầy chủ nhiệm làm việc với phụ huynh chuyển trường. Nhưng ngay giây tiếp theo ông đã nhận ra cậu con trai tê gông của mình rất thân thiết với Eun-bi, chuyển cảnh tại nghĩa trang nơi để hũ cho cốt của Eun-bi. Một hình bóng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào nó. Trong lúc này mẹ Eun-bi đang có màn combat với hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm vì muốn đuổi học cô bằng những lý do vớ vẩn hết sức. Ngay sau đó thấy không thể thương lượng nên phía nhà trường đã ban hành thông báo việc đuổi học Eun-bi khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Riêng có Tê Gông đã hiểu rõ việc này có liên quan tới bố mình bởi những lời đầy ẩn ý về Eun-bi ông đã nói. Còn Su-yang rất đắc thắng mà lên mặt với Eun-bi thì mẹ cô đi đến và bà cũng nhận ra con nhỏ này là đứa xấu xa bắt nạt Eun-bi trước kia. Quay lại với chuyện máy tính bị phá hỏng, khi thầy giáo tuyên bố đã có người dũng cảm nhận lỗi nên sẽ không có ai bị trừ điểm báo cáo. Dù thế nhưng cả lớp vẫn luôn cho rằng đó là Su-yang. Điều này làm lớp trưởng người đã gây ra lỗi lầm không thể nào ngồi yên được, đã mạnh dạn đứng lên thừa nhận với tất cả đồng thời xin lỗi các bạn. Bên cạnh đó lớp trưởng cũng sẽ phải chịu hình phạt nhỏ là cất sách và sắp xếp chúng vào thư viện. Vì thầy nói đầu óc quá rối bời thì lao động là cách giải tỏa tốt nhất. Đúng lúc chồng sách trên tay đổ xuống, Eun-bi thấy vậy bèn chạy lại giúp đỡ khiến lớp trưởng cảm kích. Cậu cũng nhắc lại chuyện xảy ra vào đêm mà Su-in qua đời đã thấy Eun-bi có mặt ở lớp lúc bấy giờ. Nhưng hiện tại người mà cậu nghĩ là Eun-bi lại thực ra là Eun-bi, nên cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa Su-in và chị gái mình. Chuyển cảnh Eun-bi cố ý chờ đợi Yi-an về nhà. Cô lo lắng hỏi về tình hình sức khỏe của cậu nhưng cậu vẫn giữ thái độ ghét bỏ mà bước lên nhà. Trầm ngâm trước cửa nhà Yi-an một lúc thật lâu Eun-bi mới rời đi. Không biết Yi-an vẫn luôn ở bên trên tầng lầu dõi theo cô. Quay về nhà Eun-bi lúc này mẹ đã nhận ra Su-yang từng có hành động bắt nạt với Eun-bi từ khi ở bệnh viện. Eun-bi chưa từng nói với bà chuyện mình học cùng Su-yang nên bà rất lo lắng. Mong cô đừng nên gây lộn với Su-yang cũng định sẽ chuyển trường cho cô. Vì biết đối mặt với Su-yang làm cho cô càng nhớ lại những ký ức đau khổ hơn. Nhưng Eun-bi lại nói phải hoàn thành một chuyện trước khi chuyển trường. Người làm mẹ cũng chỉ đành ủng hộ và động viên con gái. Chuyển cảnh nhìn thấy Eun-bi rụt rè đứng trước cửa nhà mình, nên bố Yi-an đã mời cô lên nhà ăn cơm. Vốn biết hai người rất thân thiết nên khi thấy cả hai ít nói ông đã hỏi vu vơ rằng hai đứa cãi nhau à, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Khi tiễn Eun-bi ông không quên dặn dò cô phải chăm lôi kéo Yi-an ra ngoài để lấy lại tâm trạng. Còn nhiệt tình đẩy thuyền cho con trai và cô để Yi-an đưa Eun-bi về nhà. Sáng hôm sau xong do tặng cho Eun-bi và Su-in mỗi người một cái túi xinh xắn. Mà đúng lúc giáo viên thực tập đi qua hướng ánh mắt đầy mờ ám về phía họ. Bên này Yi-an đang trầm ngâm mà ngắm nhìn làn nước dưới bể bơi. Thì Eun-bi xuất hiện thay cậu nói hết nỗi lòng khiến Yi-an cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc cho Eun-bi bày tỏ niềm hạnh phúc khi cô được tiếp tục sống đã gặp được Yi-an. Cậu chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ lại Eun-bi ở bể bơi. Sau khi rời khỏi bể Eun-bi đã nhận được một tin nhắn. Tự nhận dưới danh nghĩa của Su-in yêu cầu cô quay lại phòng học. Với tất cả thắc mắc cần lời giải đáp trong lòng Eun-bi đã liều lĩnh bước vào. Lập tức một bóng đen xuất hiện gọi tên Eun-bi và nói xin chào trông rất sắc khí. Từng bước tiến lại gần cho hỏi Eun-bi đã làm gì vào hôm Su-in chết. Trách móc cô đã bỏ rơi Su-in. Cô ta muốn Eun-bi cũng phải chịu sự cô độc nên đã nhốt Eun-bi lại trong lớp học. Nhìn kỹ lại người này không ai khác chính là giáo viên thực tập. Còn Eun-bi vừa rút điện thoại ra định cầu cứu thì trùng hợp lại hết pin không thể đúng lúc hơn. Cô cố gắng kêu cứu trong vô vọng. Trong cái rủi có cái may thầy chủ nhiệm khi đi kiểm tra hành lang đã phát hiện ra Eun-bi. Thầy đưa cô ra khỏi trường cùng lúc gặp Yi-an chạy tới. Thầy Eun-bi có vẻ không muốn nói chuyện đã xảy ra, nên thầy đã lấy một lý do nào đó để Yi-an không nghi ngờ. Sau đó Yi-an đã ân cần dìu cô về nhà. Mà Tê Gong vì không liên lạc được nên đã sốt ruột chạy đến nhà Eun-bi và gặp hai người. Đã vậy còn tỏ ra ghen tuông rất đáng yêu các bạn ạ. Tôi mà là nữ chính tôi sẽ yêu cả hai anh. Ngày hôm sau thầy giáo đã hỏi Eun-bi nhưng cô không hề nhìn thấy mặt kẻ đã nhốt mình. Lúc này cô cũng kể cho thầy nghe về tin nhắn mình nhận được từ Su-in. Thầy bèn động viên Eun-bi đang bối rối. Ngay sau đó đã phát hiện kẻ đó là cô giáo thực tập qua camera. Đúng lúc cô ta cũng đi tới và cùng lên lớp với thầy chủ nhiệm. Eun-bi đã nhận ra giọng giáo viên và người tối hôm trước khá giống nhau. Khi đang rơi vào suy tư thì điện thoại vang lên tin nhắn từ Tê Gông hẹn Eun-bi lên sân thượng. Nghe thấy cô tò mò về chuyện của Su-in, Tê Gông nhớ lại hồ sơ vụ án đó. Cậu đã thấy trong phòng làm việc của bố mình, nhưng chỉ có thể tiết lộ với cô rằng Eun-bi là người đầu tiên phát hiện khi Su-in mất. Sau khi rời khỏi sân thượng lại vang ngay cô giáo thực tập. Nghe thấy giọng nói này Eun-bi bất giác mà né luôn. Còn thầy chủ nhiệm bên này cũng đã phát hiện ra cô giáo thực tập chính là chị gái ruột của Su-in, đồng thời cũng nhận được lời mời đi ăn tối của cô ta. Cũng muốn làm rõ nỗi băn khoăn nên thầy đã đồng ý liền. Trong khi đó Yi-an đã biết chuyện Eun-bi chuyển trường nhưng lại không có can đảm níu giữ cô ở lại. Cảm thấy Yi-an không còn thờ ơ, Eun-bi đã cười thật hạnh phúc. Chuyển cảnh thầy giáo cùng cô giáo ở quán rượu. Thầy rất cáo nên đã giả vờ say rồi thú nhận mình không bảo vệ được Su-in năm đó, lật tẩy bộ mặt thật của Min Yi-an. Nhưng liệu nỗi đau mất đi người thân có thể được xoa dịu bằng lời xin lỗi muộn màng hay không? Sáng hôm sau Tê Gông muốn nói chuyện với người mẹ đã lâu không liên lạc, nhưng lại không có can đảm khi thấy giọng bà cất lên ở đầu dây bên kia. Tâm trạng đang tan chậm thì gặp ngay Su-yang phản diện đầy thách thức, mong chờ vào cuộc họp kỷ luật đuổi học Eun-bi. Nhìn cô ta hẳn đang nghĩ bản thân chiếm phần thắng chung cuộc. Còn Eun-bi lúc này đã gặp Min Yi-an ở hành lang.
cũng thẳng thắn mà vào vấn đề với đôi bên ngay tức thì. Eun Bi rất bàng hoàng khi nghe cô tự nhận mình là chị gái của Soo-in, lý do cũng là vì muốn mọi người không thể quên đi đứa em tội nghiệp của mình. Thời gian lại chuyển về một năm trước khi Soo-in vẫn còn sống. Những ngày đầu gặp lại cả hai đã rất vui vẻ bên nhau, nhưng vì bản tính hiền lành, Soo-in rất nhanh đã bị nhắm tới là đối tượng bị bắt nạt. Cùng với sự thờ ơ của Eun Bi, sự vô tâm từ thầy chủ nhiệm, cô gái tội nghiệp dần trở nên bị cô lập và điều tồi tệ đã xảy ra. Trở lại với hiện tại, thầy lúc này cũng bước tới và biết được sự thật rằng Soo-in mất không phải do tự kết liễu mà là do căn bệnh viêm màng não. Nhưng vì phát hiện muộn nên Soo-in đã phải ra đi trong sự cô đơn. Người làm thầy cũng cảm thấy tự trách vô cùng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một bài báo nói về cái chết của Soo-in đến từ sự thờ ơ của nhà trường đã làm nổi lên một cuộc bất mãn của cộng đồng, gây sức ép rất lớn đối với ban giám hiệu và cả bố của Tae-gong. Chuyển cảnh, mẹ Eun Bi lo lắng cho con gái nên đã đến bên vỗ về cô trước buổi họp kỷ luật. Bà bày tỏ mong muốn cho Eun Bi một khởi đầu mới tốt đẹp tại một ngôi trường mới với danh xưng là Eun Bi, khiến cho cô cảm thấy thật biết ơn và hạnh phúc như chưa từng có trước đây. Hôm sau khi tỉnh dậy, Eun Bi đã hẹn Ian và mong cậu hãy đối xử với cô như khi trước, vẫn coi cô là Eun Bi một ngày duy nhất. Eun Bi cũng trả lại chiếc huy chương cho Ian, nhắc cho cậu nhớ bơi lội đối với bản thân quan trọng như thế nào và hãy hồi phục nhanh nhất có thể để trở lại làm vận động viên như trước. Tuy nhiên, Eun Bi nghĩ rằng cô đã ảnh hưởng tới tương lai của Ian rất nhiều, nên đã nói bản thân biến mất sẽ là điều mà cô giúp Ian trở lại anh của ngày hôm qua. Sau khi nói lời tạm biệt trên xe cuối cùng, Ian đã gửi tin nhắn cho cô và bộc lộ suy nghĩ của mình, gọi cô bằng cái tên Eun Bi của mình. Mọi người dần thực sự yêu quý cô vì cô là chính cô chứ không phải là người thay thế Eun Bi. Ngay sau đó, Tae-gong đã đẩy Eun Bi vào một tình huống khó xử, khi cậu cũng bày tỏ tình cảm của mình với cô. Ngày tiếp theo, cuộc họp kỷ luật đã diễn ra, nhưng mẹ của Eun Bi đã thẳng thắn tuyên bố sẽ chủ động chuyển trường cho con gái. Có thể thấy rõ sự thất vọng về ngôi trường này trên gương mặt bà. Khi đang thu dọn đồ đạc để rời đi thì ngoài cửa một người đã tự động mở được mật khẩu nhà, khiến bà đứng hình giật mình. Khi đó là Eun Bi thật sự xuất hiện rồi. Tiếng gọi mẹ cất lên mới giúp bà nhận ra Eun Bi con gái mình. Cô chỉ liên tục xin lỗi mẹ rồi hai mẹ con xúc động ôm chặt lấy nhau. Mà cảnh này Eun Bi bên trên tầng lầu đã nhìn thấy. Bây giờ cô mới thừa nhận với mẹ người bà gặp lần đầu ở nhà hy vọng là Eun Bi chứ không phải mình. Cũng chính là nói nếu lúc đó Eun Bi không nói dối thì Eun Bi mới là người được nhận nuôi. Còn Eun Bi luôn biết chị gái đã âm thầm quan sát và bảo vệ cô, đã kịp thời cứu cô khi bản thân muốn từ bỏ mạng sống. Và Eun Bi cũng coi việc xảy ra với Soo-in là do chính mình gây ra. Chỉ muốn trốn tránh Soo-in, trốn tránh tất cả nỗi sợ hãi đã bao vây bấy lâu. Bây giờ Eun Bi quyết định trở về để đối diện với mọi thứ. Có như vậy, từ sâu thẳm Eun Bi mới cảm thấy được giải thoát. Sau tất cả, hai chị em lần đầu được ngắm nhìn bản sao của chính mình, được cười đùa và ngủ chung với nhau khiến cả hai thật sự rất phấn chấn. Eun Bi cũng có thêm động lực để sửa sai với quá khứ. Ngày hôm sau, Eun Bi thật sự đã trở lại trường học cùng hai cô bạn thân. Trùng hợp là đúng lúc Soo-yang mạnh miệng mà tố cáo Eun Bi chính là Eun Bi giả mạo. Cô ta vẫn thao thao bất tuyệt với các luận điểm của mình. Còn Eun Bi đắc ý mà khẳng định lại bản thân chính là Eun Bi và cô cũng sẽ không chuyển trường. Ánh mắt Eun Bi cũng trở nên sắc bén mà vạch trần tội ác Soo-yang đã làm với em gái mình. Khi định dạy dỗ lại Soo-yang không có não này thì cô đã nói một câu rất ngầu, dùng bạo lực để giải quyết bạo lực gọi là hạ đẳng. Tới giờ ra chơi, Tae-gong vẫn nghĩ cô là Eun Bi nên theo thói quen mà đẩy chán cô, rồi bị ăn đập làm ngơ người, bỗng nhận ra mọi chuyện luôn, không quan tâm nhiều chỉ hỏi về Eun Bi rồi lập tức phi như bay đến nhà cô. Còn Eun Bi lúc này đã cùng mẹ quay lại nhà tình thương cô đã sống và lớn lên, nói lời tạm biệt với quá khứ đầy những tổn thương, nhưng bù lại có những tình cảm chân thành từ Gia Jin và các em. Chính vì vậy mà Eun Bi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian để sắp xếp mọi việc. Mẹ dù không nỡ xa Eun Bi nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của cô, chỉ mong sao cô sẽ quay về nhà. Vừa chào tạm biệt mẹ quay lại, Eun Bi giật mình khi thấy Tae-gong ở đây, còn đang trách cô vì đi không nói một lời thì bị bồ cào bát giới chọc vào mông. Ra là những đứa em thơ nghĩ anh ta là người xấu nên mới bảo vệ chị Eun Bi. Có Tae-gong ở đây, cảm giác như Eun Bi có thêm một người em nữa vậy. Vừa gặp đã nói xấu chị gái, Eun Bi xấu tính còn đánh mình. Biết rằng Tae-gong rất tốt cũng rất quan tâm đến mình, và Eun Bi rất cảm ơn vì cậu đã để cô sống là chính mình khi bên cậu. Tuy nhiên tình cảm này của Tae-gong cô mãi cũng không thể đáp lại. Chuyển cảnh, Ian tóc ướt nhận được điện thoại của Eun Bi thì rất vui. Hai người hẹn gặp nhau trên cầu. Lúc này Ian chưa hề biết cô là Eun Bi thật sự, cho đến khi thấy cô không hề biết gì về chuyện vai mình bị chấn thương và nhắc lại chuyện trước khi Eun Bi mất tích. Ian bàng hoàng mà nhìn Eun Bi, cô cũng thừa nhận bản thân thật sự là Eun Bi. Nhưng Eun Bi vốn không hề nghĩ đến cảm nhận của Ian lúc này. Ngay cả việc cậu trở nên tức giận cũng là vô lý đối với cô. Chuyển cảnh, Eun Bi đã nói chuyện với thầy giáo về nỗi ám ảnh đối với Soo-in từ một năm về trước vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Cô cũng muốn nói hết mọi chuyện, thay lời xin lỗi đối với Soo-in. Chật vật đấu tranh suốt thời gian qua quả là cũng không dễ dàng đối với người trong cuộc. Bên này Eun Bi cùng Tae-gong đang vui đùa với bọn trẻ, mà không hay biết Soo-yang lúc này đã phát hiện Eun Bi thật còn sống và còn nói ra lý do Ian bị tai nạn do bảo vệ Eun Bi, dù biết cô không phải Eun Bi thật sự. Đứng trước câu hỏi như đốt nhà của Soo-yang rằng cậu thích Eun Bi hay Eun Bi, tưởng rằng sẽ gây chia rẽ nội bộ nhưng không biết đã đụng nhầm người. Vì Eun Bi vốn không dễ đụng như cô ta tưởng, nhìn cảnh này cảm thấy thật hà dạ phải không? Và Eun Bi cũng không vì chuyện đó mà ghen ghét em gái mình. Cô còn chia sẻ với Ian chuyện Tae-gong về nhà tình thương thăm Eun Bi.
còn cậu ta lúc này cũng bị Eunbi đuổi về. Taegong nói mình sẽ đợi, không muốn nghe câu trả lời của Eunbi mà quay người bỏ chạy. Tiếp đó Eunbi nhận được cuộc gọi từ mẹ thông báo bà đã hoàn thành xong thủ tục nhận con nuôi. Không những thế, bà còn động viên cô học tập tốt để sau này có thể hoàn thành ước mơ làm giáo viên của mình. Chuyển cảnh tại nghĩa trang, Eunbi gặp lại một cô bạn và được kể rằng ngày hôm cô mất tích, người bạn đó đã nhặt được thẻ tên của cô và để nó cờ cạnh một cái xác đang phân hủy bên bờ sông, vì cứ nghĩ đó là Eunbi nên đã gây ra hiểu nhầm như ngày hôm nay. Tuy nhiên Eunbi không hề trách cô bạn đó và đã ôm lấy cô ấy để động viên. Quay trở lại trường học, Eunbi lúc này với tính kiêu ngạo lúc trước khiến đám bạn thân thấy rất khó hiểu và cứ nghĩ cô đã hồi phục trí nhớ nên mới thay đổi nhanh như vậy. Tiếp đó Ian đến phòng tập và được thầy giáo động viên để cố gắng quay trở lại tập luyện và thi đấu. Phía nhà tình thương, Eunbi đang cho em gái xem tấm huy chương vàng của Ian và nhớ về những kỷ niệm với cậu ta. Cô em gái thấy Eunbi có vẻ buồn nên đã động viên Eunbi mau quay trở về Seoul để sống thật hạnh phúc và chỉ cần về đây thăm mọi người vào những dịp quan trọng là được. Ở trường học, thầy chủ nhiệm đã nộp đơn xin nghỉ việc lên chủ tịch vì cảm thấy bản thân đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ học sinh và gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Ở nhà ăn, Ian biết Taegong hôm qua đã đến nhà tình thương thăm Eunbi nên tới để hỏi thăm tình hình để bớt lo lắng hơn. Chuyển cảnh tại bến xe, Eunbi phát hiện Su Yang lại đang gọi điện chim lợn cho hội bạn bắt nạt rằng Eunbi đã quay về cô nhi viện và muốn tính kế hãm hại Eunbi. Nhưng cô chị Eunbi đã đến cảnh cáo và giẫm vỡ chiếc điện thoại của Su Yang. Eunbi cảnh cáo Su Yang không được bắt nạt em gái mình nữa rồi bỏ đi trước sự bất lực của Su Yang. Sau đó Eunbi đến gặp Taegong ở thư viện để trao đổi về vụ án cái chết của Su In. Họ nghi ngờ rằng báo cáo kết quả tử vong của Su In đã bị làm giả và có rất nhiều khúc mắc trong chuyện này. Tối hôm đó Taegong đến gặp thầy chủ nhiệm để tâm sự và thầy đã nói ý để Taegong hiểu ra được bố cậu có liên quan đến vụ việc cái chết của Su In. Taegong vô cùng bất lực và buồn bã. Anh trở về nhà khuyên bố nên chịu trách nhiệm trước sự việc đó. Bố Taegong sau một hồi bị cậu thuyết phục thì cũng tỉnh ra và chấp nhận sự thật. Sáng hôm sau ông đã đầu thú với phía cảnh sát và bị đưa lên xe về trụ sở điều tra. Hai bố con Taegong chia tay nhau trong ánh mắt tiếc nuối nhưng cậu hoàn toàn chấp nhận sự thật đó. Phía Eunbi sau khi từ cô nhi viện trở lại Seoul, cô đã tới gặp Ian để trả cậu chiếc huy chương vàng kỷ niệm. Đã tới lúc phải trả nó về với chủ nhân của nó. Ian xin lỗi vì hành động tránh mặt Eunbi lúc trước vì những khúc mắc trong lòng. Nhưng giờ mọi thứ đã sáng tỏ, cậu mong hai người sẽ quay trở lại bình thường khiến Eunbi rất vui. Chuyển cảnh vì vụ việc bố bị bắt nên Taegong rất buồn đến mức phát ốm. Thật may Eunbi đã gọi điện và phát hiện ra nên đã đưa cậu tới bệnh viện. Cô cũng dùng điện thoại của Taegong để thay cậu gọi cho mẹ Taegong và bà đã đến để chăm sóc cho Taegong. Sau đó hai người tâm sự với nhau rất nhiều. Mẹ Taegong cảm thấy rất có lỗi khi đã rời bỏ Taegong. Bà cũng cảm ơn Eunbi vì đã ở bên làm bạn với Taegong trong thời gian qua, khiến bà yên lòng hơn phần nào. Sau khi mẹ Taegong ra về thì cậu ta cũng tỉnh lại. Cậu cảm ơn Eunbi vì đã ở bên lúc cậu cô đơn nhất. Sáng hôm sau Eunbi đã lấy hết can đảm để tới nhà Su In và gặp được chị gái Su In cũng chính là cô giáo thực tập. Cô đã cho Eunbi xem những kỷ niệm trước đó của hai người mà Su In vẫn lưu giữ. Vì Eunbi là người bạn duy nhất mà Su In có được, hai chị em đã trải hết lòng mình và Eunbi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho Su In. Chị gái Su In không hề trách cứ và đã bỏ qua mọi chuyện. Sau khi xuất viện, Taegong quá buồn chán và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên đã rủ Eunbi đi chơi đi ăn cho khuây khỏa. Trong lúc ăn, Eunbi đã đưa cho Taegong món quà mà mẹ cậu đã gửi trước đó. Sau khi ăn xong, Taegong đưa Eunbi về nhà. Cậu nói bản thân cảm thấy thời gian ở bên Eunbi trôi nhanh hơn và rất ý nghĩa. Sau đó tiến lại gần và bất ngờ trao cho Eunbi một nụ hôn. Đúng lúc này Ian ở đằng sau trông thấy cảnh đó thì vô cùng hụt hẫng. Eunbi khá bất ngờ với nụ hôn đó. Còn Taegong thì cố tỏ ra ngây ngô không biết gì, vô cùng đáng yêu. Vì khá ngại ngùng nên cả hai đã tạm biệt nhau và trở về nhà. Tội nghiệp Ian đứng đó chỉ biết câm nín. Sáng hôm sau hai cậu trai hẹn nhau lên sân thượng nói chuyện. Ian đã thổ lộ rằng bản thân rất thích Eunbi và cậu ta sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó. Taegong cũng không hề có ý nhượng bộ và cả hai bắt đầu cuộc chiến tranh giành tình yêu của đời mình từ đây. Sau đó giờ ra chơi, Eunbi đã đến dằn mặt Taegong vì không muốn cậu ta có tình cảm với em gái Eunbi của mình. Bực mình quá, thanh niên liền gọi hẹn Eunbi ra công viên nói chuyện. Nụ hôn tối qua vẫn làm hai người khá ngại ngùng, khiến Eunbi đỏ mặt mà bỏ đi luôn. Taegong cù nhây liền chạy theo và còn chọc gạo thêm Eunbi. Ở trường học vì bị các bạn xa lánh nên Su Yang rất cay cú vì nghĩ Eunbi đã nhúng tay vào việc này. Cả hai cãi nhau trong phòng vệ sinh, nhưng lần này Eunbi đã lên mặt dạy cho Su Yang một bài học thế nào là kẻ mạnh, khiến Su Yang tức điên ném vỡ cả gương. Sau khi tan học, Su Yang đã đi sửa chiếc điện thoại của mình và yêu cầu chủ quán khôi phục lại tất cả các dữ liệu trong nó. Sau khi nhận được điện thoại, Su Yang kiểm tra thì bên trong vẫn còn lưu được hình ảnh và video mà cô ta đã quay cảnh bắt nạt Eunbi trước đó và bắt đầu kế hoạch trả thù. Sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm đã dọn đồ và bắt đầu thời gian nghỉ việc. Các học sinh chia tay thầy trong sự luyến tiếc. Họ đã gửi đến thầy chủ nhiệm những lời chúc tốt đẹp và hẹn ngày gặp lại vô cùng xúc động. Chuyển cảnh, Taegong lúc này đang diện lên mình bộ đồ lịch lãm và thắt lên chiếc cà vạt mà mẹ cậu đã tặng. Sau đó Taegong đến thăm bố mình trong trại giam khiến ông rất vui mừng. Ông khen chiếc cà vạt Taegong đeo rất đẹp. Cậu nói rất nhớ ba và không hề oán trách ông bất cứ điều gì. Thời gian thăm nom kết thúc, Taegong trở về và rơi hai hàng nước mắt vì những lời tâm sự vừa rồi với ba mình. Sáng hôm sau, Eunbi đến trường buổi cuối để nói lời tạm biệt với những người bạn.
Su Yang phát hiện người đang ở trường là Eun Bi nên đã gọi điện cho cô chị Eun Bi để uy hiếp rằng hãy mau đến trường nếu không cô ta sẽ công khai đoạn video bắt nạt Eun Bi trước đó với mọi người. Eun Bi nghe xong liền lập tức chạy tới đó. Tại trường sau khi buổi học kết thúc, Eun Bi đã mạnh dạn đứng trước toàn thể lớp học muốn nói đôi lời. Nhưng thật ngờ đúng lúc này Eun Bi cũng đến và xông vào lớp. Cảnh tượng xảy ra khiến đám bạn ai cũng bàng hoàng. Nhân cơ hội ngàn năm này, Su Yang đã đứng lên muốn vạch trần về thân phận của hai chị em và sự thật rằng Eun Bi vẫn còn sống. Tuy nhiên Eun Bi đã mạnh dạn bảo vệ em gái trước những ánh mắt ngờ vực kia. Eun Bi sau đó lôi Su Yang ra ngoài cảnh cáo cô ta mau đưa ra đoạn video bắt nạt nó. Su Yang lúc này lên mặt tỏ thái độ vinh báo vì bản thân đang nắm giữ đoạn clip. Eun Bi trong lớp đã xin lỗi mọi người rằng bản thân đã nói dối suốt thời gian qua. Đám bạn khá bất ngờ nhưng sau những lời giải thích và xin lỗi chân thành của Eun Bi, mọi người đã chấp nhận và bỏ qua điều đó. Phía bên này sau khi lừa được Su Yang nói ra đoạn clip đó là do chính cô ta quay, nên Eun Bi đã thu âm lại và dùng nó để đe dọa lại Su Yang. Lúc này Su Yang đã quá rén vì Eun Bi đã dọa cho một trận. Với ánh mắt sắc lẹm, Eun Bi cảnh cáo Su Yang khôn hồn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Eun Bi và làm bất cứ chuyện xấu nào nữa. Eun Bi sau đó ra ngoài ngồi buồn một mình nhưng Ian đã đến bên động viên cô, rồi cho cô nghe nhạc để quên đi nỗi buồn. Ngày hôm sau Eun Bi gặp lại đám bạn thân và họ khá nghi ngờ khi không biết đó là cô bạn Eun Bi hay Eun Bi hiền lành kia. Sau đó ở trong lớp, thầy giáo chủ nhiệm mới được ra mắt trước toàn thể học sinh và thầy đưa ra những lời động viên tích cực cũng như những lời răn đe khiến cả lớp vô cùng rén. Tối hôm đó ở lớp học thêm, khi tan học Tê Gông đã đứng chờ Eun Bi sẵn ở đó để chờ cô về cùng mình. Khi ra đến cửa, cả hai gặp lại Ian và cậu ta đến đây cũng để đưa Eun Bi về. Ian kéo tay Eun Bi muốn đưa cô về nhưng để đỡ khó xử nên Eun Bi đã chọn cách tự đi về một mình. Tối đó khi trở về nhà, mẹ đã thông báo với hai chị em rằng sẽ bán cửa tiệm và chuyển nhà để chỗ khác để hai chị em có cuộc sống mới. Cả hai cô gái đều đồng ý với quyết định đó. Tiếp theo Eun Bi nói với mẹ dự định sẽ ra nước ngoài học khiến bà khá bất ngờ. Hôm sau trong giờ ăn trưa, Eun Bi thông báo với đám bạn sẽ chuyển trường và đi du học, khiến đám bạn khá bất ngờ và muốn tổ chức một buổi đi chơi cuối cùng. Tae Gong sau khi biết tin đó thì đã hẹn gặp riêng Eun Bi để nói chuyện. Eun Bi cảm ơn Tae Gong đã đối xử tốt với cô trong suốt thời gian qua, nhưng cô đã từ chối tình cảm mà Tae Gong dành cho mình khiến cậu khá buồn. Tae Gong cố an ủi rằng bản thân đã biết trước được điều đó nên không sao đâu. Bên phía bể bơi, Eun Bi và Ian đang tâm sự về chuyện sẽ đi du học. Trải qua chuyện vừa rồi, Eun Bi muốn đi thật xa để trải nghiệm và khám phá để phát triển bản thân. Cô cũng không quên động viên Ian để cậu cố gắng đạt thành tích trong kỳ thi đấu sắp tới. Chuyển cảnh tại nhà của Su Yang, ông bố đang trách mắng cô vì những hành động ngu ngốc kia, đã bị các trang mạng đăng đàn bàn tán. Việc đó ảnh hưởng rất nhiều tới việc ứng cử của ông, nên ông cảnh cáo Su Yang không bao giờ được tái phạm lần nào nữa. Sáng hôm sau, Su Yang hẹn gặp riêng Eun Bi để nói chuyện. Su Yang cảm thấy rất hối hận vì những hành động đã làm đoạn clip kia đã không còn nữa. Cô cũng cảm ơn cô chị Eun Bi đã cho cô một bài học để hiểu ra những sai lầm của mình. Eun Bi cũng an ủi Su Yang và nói sau này nếu cần ai để giải bày thì cô luôn sẵn sàng lắng nghe. Những câu nói đó khiến Su Yang vô cùng xúc động. Chuyển cảnh phía bên này, Tae Gong đang rất buồn vì bị từ chối tình cảm. Thầy giáo đến hỏi thăm và nhận ra cậu đang thất tình, nên đã cho thanh niên lời khuyên chân thành về chuyện tình yêu. Buổi học kết thúc, Tae Gong đã chờ Eun Bi và rủ cô tâm sự. Ở đây Tae Gong đã bày tỏ nỗi lòng rằng bản thân sẽ thay đổi tình cảm và không thích cô nữa. Sau đó anh bảo cô hãy tự mình đi về nhưng một lúc sau lại đuổi theo giữ Eun Bi lại. Lúc này Tae Gong mới nói thật lòng mình rằng anh không thể nào quên được cô. Anh không thể ngừng thích cô và sẽ mãi chờ đợi Eun Bi và mong cô sẽ hiểu được tấm lòng chân thành này của cậu. Sáng hôm sau trong lúc dọn nhà, hai chị em Eun Bi đã tâm sự với nhau. Eun Bi biết tình cảm mà em gái dành cho Ian là rất nhiều nên đã động viên em gái hãy chấp nhận tình cảm đó và đừng giữ mãi trong lòng như vậy. Sau đó Eun Bi và Ian đã gặp nhau trên cầu và tâm sự. Eun Bi đã thổ lộ rằng bản thân rất thích Ian, nhưng hiện tại cô chỉ muốn làm rõ bản thân và chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Ian cũng nói sẽ nhẫn nại và chấp nhận chờ đợi. Anh tặng lại cho Eun Bi chiếc huy chương kỷ vật như một món quà chia tay giữa hai người. Sau đó tại giải thi chung kết bơi lội toàn quốc, Ian đã hoàn thành xuất sắc lượt thi đấu và giành chiến thắng chung cuộc. Eun Bi thì quay trở lại lớp học cũ cùng đám bạn với một mái tóc mới suôn thẳng mềm mượt. Tae Gong khi nhận được tin nhắn của Eun Bi thì vội tìm đến cô và vô cùng vui mừng khi cô đã quay trở lại. Cuối cùng cuộc sống vui vẻ lại tiếp diễn. Các học sinh lại tiếp tục cố gắng trên con đường ước mơ của bản thân và hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Mọi sai lầm oán hận đều được bỏ qua và tình yêu lại chan hòa ngập tràn hạnh phúc. Eun Bi thì chọn con đường du học và chuẩn bị về nước chơi. Tiếp đó tại trên xe buýt, Eun Bi gặp lại Ian và lại trêu cậu ta như cách cậu đã từng trêu Eun Bi. Cả hai rất vui mừng khi gặp lại nhau và câu chuyện học đường đến đây là kết thúc. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.